Xin chào tất cả các bạn đến với Học Online. Hôm nay mình xin được các bạn đàn đọc tấu bài Happy Birthday phiên bản version dễ để các bạn tập trong giáo trình 30 ngày tự học piano, cover và điểm hát. Rồi bây giờ mình sẽ đàn qua một lần các bạn nghe. Vừa nghe xong bài Happy Birthday to you ha. Rồi về các phương pháp rải tay trái để đàn theo điệu nhịp 3-4 thì các bạn coi trong sách giáo trình 30 ngày tự học piano cover sơ và điểm hát thì có các mẫu bài tập thực hành cho các bạn luôn, các mẫu rải. Rồi bây giờ các bạn nhìn vào tay phải nè, bài nhịp 3-4 mà ô nhịp ô nhạc đầu tiên á, nó thiếu mất hai phách, phách 1, phách 2, chỉ có phách số 3 thì tay trái không điểm ha, thì đàn tay phải nè, son son la son do si hai, son son la son re do hai, son 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 mi do do si la fa fa mi do re do. Đó, hai hàng đầu tiên, hai hàng sau thì nó lặp lại của tay phải mà nó đàn cao hơn 1 bậc 8. Vậy các bạn ha. Rồi về tay trái này, đô trưởng ha, đàn đô mi son son 7 son si fa, rồi fa trưởng sẽ là fa la đô. Rồi mình sẽ đàn dòng đầu tiên, các bạn chú ý nè, đô trưởng mi son son 7 son si fa, rồi tiếp tục son si fa, đô trưởng đô mi son đô mi son fa trưởng fa la đô son si fa đô mi son. Rồi mình sẽ gấp chậm hai dòng đầu tiên, các bạn chú ý nha, son son la son đô si hai, son son la son re đô hai, son 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 mi đô đô si la fa fa mi đô re đô. Căn 1 quãng 8, son son la son đô si hai, son son la son re đô hai, son 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 mi đô đô si la fa fa mi đô re đô, son 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 mi đô đô si la fa fa mi đô re đô. Và các bạn chú ý ba ô cuối cùng này, tay phải tay tay trái các bạn đàn này, đô mi son đô son mi đô hai, và mình nhấn lại chỗ đó, đô hai ba một hai ba. Đó, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn xong bài Happy Birthday to you ha, đàn theo version dễ nhé các bạn ha. Các bạn chịu khó tập đi tập lại nhiều lần để có kết quả tốt. Chúc các bạn thành công.